Ông Hun Medi, con trai út của cựu thủ tướng Campuchia Hun Sen và em trai đương kim thủ tướng Hun Manet, đã trở thành phó thủ tướng trẻ nhất từ trước đến nay của nước này. Báo Khmer Times hôm 22 tháng 2 đưa tin, ông Hun Medi, 42 tuổi, đã được Quốc hội Campuchia bầu làm phó thủ tướng thứ 11 của chính phủ Campuchia, nhiệm kỳ 2023-2028 trong phiên họp toàn thể ngày 21 tháng 2 do Chủ tịch Quốc hội Khun Sundari chủ trì và có sự tham dự của 120 nghị sĩ. Quốc hội Campuchia cho hay trong một tuyên bố rằng Quốc hội đã biểu quyết về việc bổ nhiệm thêm 3 vị trí trong chính phủ hoàng gia, trong đó có ông Hun Medi làm phó thủ tướng. Hai người còn lại gồm ông Sri Thammarong, quan chức trực thuộc thủ tướng, và tướng Penvibol, phó giám đốc cảnh sát quốc gia, đã được bổ nhiệm làm bộ trưởng cấp cao phụ trách sứ mệnh đặc biệt. Sau cuộc biểu quyết của Quốc hội Campuchia, Quốc vương Norodom Sihamoni ngày 21 tháng 2 đã ban hành nghị định hoàng gia chính thức bổ nhiệm ông Hun Mani làm phó thủ tướng thứ 11 và hai ông Sri Thammarong và Penvibol làm bộ trưởng cấp cao phụ trách sứ mệnh đặc biệt. Tham dự phiên họp trên còn có Thủ tướng Hun Manet, 47 tuổi, con trai cả của cựu Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Ông Hun Manet nhậm chức Thủ tướng vào ngày 22 tháng 8 năm 2023. Chính phủ Campuchia mới do Thủ tướng Hun Manet lãnh đạo còn có 10 phó thủ tướng khác. Ông Hun Mani bắt đầu sự nghiệp chính trị đầu tiên của mình vào năm 2008 bằng việc làm trợ lý cho ông Hun Sen khi ông này còn làm thủ tướng. Ông Hun Mani trở thành Bộ trưởng Dịch vụ Dân sự vào ngày 22 tháng 8 năm 2023. Ông hiện còn là Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia, theo Khmer Times. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.